mua 16 mét giấy bạc bọc thực phẩm về chỉ để vo vin, thế nhưng khi thành hình, sản phẩm của anh chàng này lại khiến cả nước Nhật phát sốt. Giấy bạc bọc thực phẩm thường được mọi nhà sử dụng khi phải làm các món nướng. Lửa to mà lại không muốn cháy vào thịt, cá. Thế nhưng, với anh chàng có tên A.Putuko709, giấy bạc còn có một công dụng nữa đẹp mắt hơn nhiều. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng từng quen mặt những lá nhôm mỏng, được sử dụng để gói thực phẩm đem nướng hoặc dùng vào nhiều mục đích khác. Thế nhưng mới đây, nhờ công một anh thợ kim hoàn Nhật Bản mà cả đất nước này đã phát sốt với một trào lưu mới. Vo viên giấy bạc để tạo thành quả cầu nhôm. Chuyện là theo lời một người dùng Twitter có tên A.Putuko709. Anh này đã gói một đoạn giấy bạc dài 16 mét, lại thành một quả cầu. Sau đó nén chặt nó lại và bỏ vào lò vi sóng. Sau khi gói giấy bạc lại tạm thành hình quả cầu, tài khoản Twitter này hướng dẫn mọi người nén chặt và dùng bút để tạo hình mặt ngoài quả cầu sao cho mượt, mịn. Và sau nhiều bước lặp đi lặp lại, anh chàng này đã dừng lại ở một quả bóng nhôm có đường kính chừng 14cm. Quả bóng nhôm sau đó được anh chàng đánh bóng bằng giấy nhám. Thành quả là đây. Quả bóng nhôm giờ đây đã không còn mang dáng vẻ ban đầu nữa. Dường như không ai có thể nhận ra đây vốn chỉ là giấy bạc đem vo viên lại với nhau. Và anh chàng này quyết định không dừng lại ở đó mà còn đem quả cầu đi đánh bóng. Kết quả cầu nhôm được ra đời. Có thể không phải một hình cầu tuyệt đối nhưng lại sáng bóng, cực kỳ bắt mắt. Phía xa xa chính là hộp giấy bạc bọc thực phẩm nguyên liệu để tạo nên quả cầu này. Người dùng mạng Nhật Bản nhanh chóng phát sốt với trò đơn giản này. Và nhanh chóng, già trẻ gái trai đều nhập cuộc để tạo ra các quả cầu nhôm phiên bản của chính mình. Hai cậu bé này đang ở công đoạn gò đẽo tạo hình ban đầu, trong khi nhiều người khác thì đã hoàn thiện thành công quả bóng nhôm của riêng mình. Quả bóng đã hoàn toàn không còn mang dáng vẻ của cuộn giấy bạc bọc thực phẩm ban đầu. Nhiều người nói rằng đây sẽ là món đồ trang trí nhà cửa xinh xắn mà bất cứ ai cũng có thể làm được.